Sáng nay tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức công bố báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017. Một tin vui đến với Hải Phòng khi thành phố đã vươn lên vị trí thứ 9 trên 63 tỉnh thành phố, tăng 12 bậc so với chỉ số năm 2016. Đây là thứ hạng đặc biệt quan trọng, đưa Hải Phòng nằm trong top 10 địa phương có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước. Chỉ số PCI do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ hợp tác xây dựng từ năm 2005 để đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Năm nay là năm thứ 13 liên tiếp chỉ số này được thực hiện. Báo cáo PCI 2017 dựa trên thông tin phản hồi từ 12.000 doanh nghiệp, trong đó có trên 10.200 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố và gần 1.800 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI đang hoạt động tại 21 tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Trong bảng xếp hạng PCI 2017, Quảng Ninh lần đầu tiên vươn lên vị trí dẫn đầu với điểm số 70,7 trên thang điểm 100. Những địa phương khác trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất năm 2017 lần lượt gồm Đà Nẵng, Đồng Tháp, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Quảng Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Cần Thơ. Điều tra PCI 2017 ghi nhận sự cải thiện chất lượng điều hành rất ấn tượng của chính quyền các địa phương trên cả nước. Với Hải Phòng, việc vươn lên vị trí thứ 9 với 65,2 điểm, vượt 12 bậc so với năm trước, đã khẳng định những nỗ lực của thành phố trong năm 2017 về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Và đây là năm thứ tư liên tiếp chỉ số PCI của Hải Phòng tăng hạng. Trong năm 2017 chúng tôi cũng rất là vui mừng phấn khởi những cái kết quả đạt được của những năm trước. Thế và cùng với đó cái chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thành phố tập trung cao cho cái vấn đề cải cách hành chính và giải quyết những cái khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, đặc biệt là chú trọng tới việc mà triển khai các nghị quyết 35 và nghị quyết 19 của chính phủ đối với các doanh nghiệp. Chúng tôi chỉ đạo cho các sở ban ngành tiếp tục thực hiện cái việc cải cách cái thủ tục hành chính và gần với lại các doanh nghiệp hơn. Và đặc biệt trong năm 2017 chúng tôi tổ chức định kỳ cái đối thoại doanh nghiệp một tháng một lần của Ủy ban Nhân dân thành phố. Và đến đây là một cái diễn đàn để các doanh nghiệp có thể trao đổi những cái kiến nghị, những cái thắc mắc hoặc là góp ý về cái cách điều hành của chính quyền thành phố đối với lại các sở ban ngành. Và đặc biệt là qua cái kỳ đối thoại doanh nghiệp hàng tháng ấy, thì cái tỷ lệ giải quyết những cái kiến nghị, những cái khó khăn của doanh nghiệp là đạt được kết quả cao hơn. Với những cái đề nghị đó thì chúng tôi tổng kết trong năm 2017 đấy, thì có 130 trên 189 cái kiến nghị của doanh nghiệp được giải quyết triệt để, tức là chúng ta đạt được 68-70% cái số kiến nghị được giải quyết. Chúng tôi sẽ phân tích rõ những cái chỉ số thành phần của cái PCI này và sau đó chúng tôi rà soát lại những cái chỉ tiêu nào chúng ta đạt được nhưng mà vẫn còn chưa đạt được đúng với cái khả năng, cái tiềm năng của thành phố. Thì chúng tôi sẽ chỉ đạo sát với từng ngành, từng đơn vị và trong đó sẽ phân công là ngành nào chịu trách nhiệm chính của cái chỉ số này thì sẽ có cái nhiệm vụ chính và chủ trì cùng với phối hợp những cơ quan mà chúng tôi chỉ rõ các cơ quan phối hợp để làm sao làm rõ cái nhiệm vụ, cái chức năng, cái trách nhiệm của mỗi ngành trong cái phối hợp để tổng hợp lên cái kết quả chung của mỗi chỉ số thành phần cũng như là chỉ số chung của PCI. 2016 là năm đầu tiên Hải Phòng vượt ngưỡng 60 điểm, bước vào nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt và nằm trong danh sách 10 địa điểm hấp dẫn đầu tư nhất đối với các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Tuy nhiên, so với yêu cầu và nhất là mong muốn Hải Phòng nằm trong 10 tỉnh, thành phố đứng đầu danh sách thì vẫn còn khoảng cách khá xa. Chính vì vậy, ngày 22 tháng 8 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành kế hoạch số 171 về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017-2018, trong đó xác định phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các ngành các cấp trong việc cải thiện chỉ số thành phần PCI, quán triệt và nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực hiện công vụ và tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ, gắn cải cách hành chính với việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tập trung cải thiện 3 chỉ số bị giảm năm 2016 là những chỉ số rất quan trọng đối với doanh nghiệp, gồm chi phí thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, chi phí không chính thức và môi trường cạnh tranh bình đẳng. Kết quả là năm 2017, 3 chỉ số thành phần này đã tăng đáng kể so với năm 2016.